Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Ngay sau đây mời các bạn đến với những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Đấu trường âm nhạc K-pop từng nhiều lần chứng kiến những màn tự chiến nhau của các idol. Lần lượt các công ty lớn như YG, SM liên tục để nghệ sĩ của mình comeback và quảng bá cùng thời điểm. Có khi chỉ cách nhau từ khoảng vài ngày đến một tuần. Điều này dẫn đến những tình huống thú vị xảy ra trong cuộc chạm trán giữa các cả nhà chung công ty. Nghệ sĩ SM chiến nhau trên show hàng tuần. Những câu chuyện gà nhà đấu nhau đã không còn quá xa lạ với SM khi mà công ty nhiều lần cho những nghệ sĩ quảng bá cùng một thời điểm. Điều này khiến các bảng xếp hạng trên các show âm nhạc bùng nổ hơn bao giờ hết, dẫn đến gia tăng tỷ lệ team kill. Bởi các idol SM đều có lượng fan hùng hậu và độ nhận diện công chúng cao, dễ dàng giúp họ đạt được thành tích tốt nhất trong mỗi lần trở lại. Chỉ qua vài ngày, khán giả đã chứng kiến một vụ nghệ sĩ SM cùng đấu đá nhau trên M Countdown của đài Mnet. Kết quả NCT Dream chiến thắng trước Taeyeon để mang về chiếc cúp thứ 6 trong lần quảng bá với ca khúc Hello Future. Trước đó, nhiều nhóm nhạc cùng nhà SM cũng đã có màn đụng độ trong các cuộc chiến trên các bảng xếp hạng. Điều này giúp họ mang đến những màn tương tác đáng yêu cho người hâm mộ, đồng thời giúp sự chạm trán giữa các đối thủ, anh chị em. Dù kết quả có ra sao thì cuối cùng cúp vẫn về tay nhà SM mà thôi. Tuy nhiên, ở SM không chỉ đơn giản là trận chiến hậu bối tiền bối cùng nhà. Nhiều người hâm mộ còn dở khóc dở cười khi chứng kiến một thành viên đối đầu với chính nhóm nhạc của mình, thậm chí là cùng một nhóm phải tự chiến đấu lẫn nhau. Thực ra điều này rất khó tránh khỏi bởi vì SM đào tạo ra rất nhiều nhóm nhạc, rất nhiều nghệ sĩ. Blackpink tự đấu với chính mình. Ngoài SM thì YG cũng là công ty từng diễn ra những cuộc đụng độ của gà nhà trên các show âm nhạc. Ngay từ ngày đầu ra mắt, Blackpink đã chứng minh tài năng của mình khi sở hữu bộ đôi ca khúc Bumbaya và Whistle cùng lọt top trên bảng xếp hạng. Kết quả cuối cùng Whistle đã mang về chiếc cúp đầu tiên cho Blackpink chỉ sau 13 ngày ra mắt. Hay gần nhất chính là Love Seeker và Pretty Savage tự đấu với nhau. Big Bang nhiều lần chiến đấu với chính mình nhất. Big Bang từng gặp vô số tình huống thú vị xoay quanh sự nghiệp. Việc thành viên đấu với chính nhóm nhạc của mình đã không còn xa lạ đối với Big Bang. Ca khúc Loser và Bebe đứng cạnh nhau trên sàn đấu. Hay FXXX của Big Bang chiến thắng Let's Dance của chính mình. Mọi người đều bất ngờ khi chứng kiến G-Dragon cũng phải tự đấu đá với mình. Đặc biệt bộ đôi GD và TOP cùng ca khúc Rooster từng đụng độ Let's Not Fall In Love của chính Big Bang. Hai ca khúc này được phát hành cùng ngày đã nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 của nhiều bảng xếp hạng trong nước và quốc tế. Tại sân khấu Inkigayo ngày 23 tháng 8 năm 2015, GD và TOP đã có màn biểu diễn ca khúc Rooster vô cùng bùng nổ. Sau đó bộ đôi này đã nhận cúp thay cho Let's Not Fall In Love của nhóm. Nhìn lại những lần những gà nhà nhà SM YG tự đấu đá với nhau mà cư dân mạng cho rằng các tình huống này dở khóc dở cười đã chứng minh họ sở hữu lượng fan cực khủng cùng khả năng tấn công thị trường âm nhạc đáng gờm. Những trận chiến này dù kết quả như thế nào đi chăng nữa thì cúp cũng về tay người nhà mà thôi. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.